Của ban ca nhạc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin kính chào quý vị. Ngày hôm nay tôi nghĩ rằng quý vị cũng đang chờ đợi chúng tôi giới thiệu quý vị một vị khách mời là một người nghệ sĩ và một câu chuyện chúng tôi sẽ kể như thế nào đây. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ gặp gỡ một nghệ sĩ hay một chàng trai mà có nhiều người nói là chàng trai nhóc tỳ nghệ sĩ, tức là còn rất trẻ thưa quý vị, rất trẻ nhưng thành công của anh cũng rất là lớn, và phải nói sức trẻ cùng với cái khả năng hoạt động, cái năng động sáng tạo của anh đã tạo cho anh một cái bước đầu rất là thành công. Xin giới thiệu nghệ sĩ Võ Minh Lâm. Võ Minh Lâm xin trân trọng kính chào quý khán giả của chương trình Ngẫu Hứng Cùng Sao. Phải nói là rất nhiều người trẻ, rất nhiều bạn trẻ hiện nay họ theo những cái phong trào, cái trào lưu văn hóa của nước ngoài, nó nhuộm tóc đỏ hoe rồi mắt xanh đỏ rồi nhảy nhót rồi nói chung là hát bài gì cũng không hiểu luôn. Cái phong trào nhạc hướng về ngoại rất là nhiều, nhưng phải nói là đặc biệt ở Võ Minh Lâm là đang theo đuổi một dòng nhạc gọi là cái máu thịt của người dân Nam Bộ. Một trong những cái điều mà tôi nghĩ là cái truyền thống quý báu cần giữ lại. Tại sao cái trẻ trung của Minh Lâm không hướng về những cái gì hiện đại nhất mà giới trẻ đang theo, mà lại đi ngược với đó và mình trở lại với văn hóa truyền thống? Thật ra thì phải nói là Lâm đến với lĩnh vực sân khấu cải lương là một cái duyên, gọi là cái nợ nữa. Tại vì trước đây thì ba mẹ Võ Minh Lâm cũng là nghệ sĩ, mà ước mơ của em thì nào giờ thì chỉ muốn là một người họa sĩ hay là một cái công việc nào đó như là thầy giáo dạy văn thôi. Rồi sau đó thì những cái cơ duyên nó đưa mình đến mà mình không biết được. Rồi bắt đầu em đi thi Chuông Vàng Vòng Cổ năm 2006 thì đạt giải thưởng. Mà đạt giải thưởng về ba mẹ cũng không có chuẩn bị hành trang gì cho mình để đi hát hết đó. Thành ra là mọi người cũng có nhiều lời mời về đoàn chuyên nghiệp để mà công tác, nhưng mà em không biết đi hát là như thế nào. Cái nhiều khi người ta điện thoại cho em: "À Lâm ơi, ngày đó nhận show nha con, hát chỗ đó cho chú nha con." Thế dạ dạ. Cái bà nói ghi lịch đi con. Cái em nói là không có đâu bơi, người ta vẫn chơi á. Xong rồi tới ngày đó người ta điện em, nói: "Lâm ơi tới giờ hát rồi." Nó, con nhớ không? Dạ nhớ chứ. Con đang ở đâu vậy? Con đang ở Cần Thơ. Rồi sao chạy lên Sài Gòn kịp. Cũng bị mấy lần như vậy rồi, kinh nghiệm xương máu rút ra thì em nghĩ là với em tình yêu nghệ thuật nó bắt đầu hình thành rồi, bắt đầu làm quen và từ từ mình đam mê, mình yêu thích nó lúc nào không hay. Tại vì rất nhiều con nghệ sĩ từ bộ môn cải lương đó nhưng họ không có theo. Anh thấy rất là nhiều. Trước đây thì ba mẹ em cũng không có ủng hộ lắm. Nhưng mà thấy cái khổ luyện của mình á, rồi niềm đam mê của mình cũng như là khán giả yêu thương mình, thành ra chính vì vậy mà càng ngày thì ba mẹ càng ủng hộ, động viên hơn. Nhưng mà nhất trong cái thời điểm này cải lương đang gặp rất là nhiều khó khăn, thì bạn có thấy trở ngại không, hay là chúng ta đang hướng theo cải lương rồi theo nhiều đường khác rồi mình thấy thành công cái nào là mình theo thôi? Thật ra thì em cũng đôi lúc cũng chạnh lòng, mà không phải đôi lúc đâu, rất là nhiều lần em chạnh lòng khi thấy những lĩnh vực khác họ được rất nhiều đông đảo công chúng cũng như là khán giả quan tâm, ủng hộ cũng như là yêu mến. Còn lĩnh vực cải lương nhiều khi có nhiều khi là em cũng thấy chạnh lòng vì khán giả đến với sân khấu điều hiu. Nhưng mà không vì vậy mà khán giả lại không yêu mến và không ủng hộ cải lương đâu. Em nghĩ rằng khán giả ngoài việc không đến rạp nhưng mà vẫn xem truyền hình và vẫn yêu thích. Thậm chí là nhiều khi em về miền quê để mà em hát phục vụ cho bà con á, thì mọi người vẫn thuộc về những bài ca của em hát luôn, và lên hát song ca với em rất là nhiệt tình.
Đúng rồi, Võ Minh Lâm đã đi chương trình cùng với anh Vũ Linh rồi. Dạ. Hát mấy ngàn khán giả, tôi nói vỗ tay rần rần, thậm chí là cả khán giả hát theo mình Võ Minh Lâm luôn. Dạ. Một cái nhiệt huyết rất là lớn, và mong rằng rất nhiều bạn trẻ với cái niềm đam mê cải lương của mình sẽ cùng với Võ Minh Lâm, cùng với nhiều cô chú anh chị nữa, chúng ta sẽ bảo tồn cái văn hóa truyền thống mà được UNESCO công nhận. Dạ. Dạ. Người ta nói rằng là cải lương hát thì nhiều hát được, nhưng mà về vũ đạo, vừa vũ đạo mà vừa hát thì nó rất là khó. Vì làm sao một nghệ sĩ trẻ tới ta học học vũ đạo cho nó nhanh, làm sao để nó thấm vào mình? Em nghĩ người nghệ sĩ thì có rất nhiều những cái thử thách và rất nhiều những cái khổ luyện đòi hỏi mà mình phải dành nhiều thời gian cho nó. Thí dụ như là anh phải vừa ca hay nè, rồi phải vũ đạo tốt nè. Nói chung là cái cách mà mình trình diễn, mình diễn xuất á, kỹ thuật biểu diễn nữa, em thấy có rất nhiều những cái khó khăn mà em nghĩ rằng cho dù mà mình có 50 tuổi, 60 tuổi hay là già hơn đi chăng nữa thì cái nghề cũng học mãi không bao giờ hết được. Và em nghĩ rằng mình cần phải học từng ngày để mình càng tiến bộ, và mình phải vượt lên cái nỗi mặc cảm, cái nỗi tự ti của mình, để biết được chỗ nào mình dở thì mình sẽ tập luyện để tốt hơn. Với một cái sức trẻ, cái nhiệt huyết, cái tài năng của bạn, tôi tin chắc rằng bạn sẽ tiếp sức thêm cho cái bộ môn cải lương càng ngày càng phát triển. Dạ, em cũng hy vọng là như vậy. Ngoài cái việc mà bạn sang lĩnh vực MC ra, Võ Minh Lâm còn có thể, tôi nghĩ rằng rất là lớn, đó là gì? Đóng phim. Một chàng trai đẹp trai này mà không đóng vai địa phim thì tiếc lắm. Thật ra thì em cũng có tham gia dài 3 phim thôi. Phim vai chính đầu tiên của em là phim Khúc Nam Ai của đạo diễn Nhị Hà, và phim mới vừa phát vừa rồi thì đó là bộ phim dài 24 tập của đạo diễn Xuân Phước. Bộ phim nói về cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, và em may mắn khi được đạo diễn chọn mặt gửi vàng đóng vai Cao Văn Lầu, một vai diễn mà em hết sức là ngưỡng mộ và trân trọng. Phải nói con đường nghệ thuật của Võ Minh Lâm rất đẹp, hình như bây giờ nó đang trải đầy hoa hồng. Em không nghĩ vậy đâu. Khi mà đóng phim Tơ Đồng Dương Vấn của đạo diễn Xuân Phước á, anh nghĩ không, cứ cách là 1-2 phân đoạn là bị đánh một chập, 1-2 phân đoạn là bị trói đánh một chập, rồi hết cảnh bị đánh thì bôi mặt, rồi làm cảnh mặt đẹp nha. Bắt đầu làm gì? Xuống ruộng mò cua bắt ốc, rồi những cảnh mà phải tự quét sình lên mặt. Ủa, make up chi cho đẹp, rồi bây giờ phải quét sình lên mặt, hồi nãy biết gì khỏi make up cho rồi. Cực lắm, giăng nắng. Rồi những cảnh mà đầu tiên mà em quay á, em cảm thấy là rất là cực, mà quay xuống về muốn bệnh luôn á. Cực khổ như vậy, vất vả và khó khăn như vậy thì bạn có muốn đóng phim nữa không? Muốn chứ. Không những muốn đóng phim mà em còn muốn học hỏi, muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau nữa, để mình khám phá xem trong con người mình còn có những cái gì mà mình còn chưa có khai thác được. Thì em cũng muốn giống như anh vậy đó. Vì đóng phim nào mà MC nào rồi làm đủ thứ hết, rất là hâm mộ anh Quyền Linh. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Tôi nghĩ rằng chỉ có niềm đam mê thôi quý vị. Chỉ có niềm đam mê thì ta mới làm được, bởi vì nghệ thuật nó không đơn giản xíu nào cả đó quý vị. Thấy nghe Võ Minh Lâm kể đấy, khổ lắm quý vị, đóng xong một phim người ta gọi là trầy vi tróc vảy ha. Dạ đúng rồi. Mình là mình không có vi, mình có da thôi, trầy da tróc vảy. Nói tóm lại là gì, cái niềm đam mê đó nó cũng phải trả giá rất là nhiều. Một ngày đó chúng ta sẽ thấy Lâm trên rất là nhiều lĩnh vực, cải lương rồi điện ảnh rồi MC, thậm chí là qua tấu hài. Tấu hài nữa. Hài nữa. Không, có năng khiếu lắm nha. Có năng khiếu hài lắm ha. Làm hài thì em đã từng được nhiều người khen rồi đó. Anh nghệ sĩ ưu tú Hùng Quốc đã từng khen em: Lâm ơi Lâm, ở ngoài đời á, ở lên sân khấu sao em có duyên quá Lâm ơi. Mà ở ngoài đời em vô duyên quá vậy. Đây đây, cái đó cũng biết là tạo dấu ấn hài rồi quý vị. Nghe muốn độn thổ luôn. Cảm ơn mọi người Lâm rất là nhiều. Tôi nghĩ rằng là khán giả luôn luôn ủng hộ bạn. Và với cái giọng hát ngọt ngào đó, với cái sự sinh động đó, với cái khả năng hài hước đó, cái nhiệt huyết đó, chắc chắn Võ Minh Lâm còn thành công nhiều nhiều nữa trên lĩnh vực nghệ thuật. Một ngày nào đó thì ngồi vị trí Quỳ Linh bây giờ là Võ Minh Lâm, và Quỳ Linh sẽ là khách mời. Không, em không ước mơ xa xôi vậy đâu. Ngay từ bây giờ em muốn đổi vị trí với anh luôn à. Mời bạn qua đây. Thiệt á hả? Đổi vị trí đó luôn hả? Mời qua đây đó. Trời ơi, ước mơ trở thành sự thật. Rồi, em mãn nguyện rồi đó. 2, 3, bắt đầu. Và bây giờ, Võ Minh Lâm xin mời anh Quyền Linh và khán giả hãy cùng đến với một câu chuyện cảm động ngày hôm nay. Mong quý vị hãy cùng chia sẻ với chúng.
Và dù thế nào đi nữa, chị cũng phải cưu mang và nuôi con mỗi ngày. Đó là tình mẫu tử thiêng liêng cao quý của cuộc đời. Nhậu nhau quá vất vả gì nè. Thì nói chung lại thì cũng tiết kiệm ăn uống cực khổ rồi mà dân dùng lại gì nuôi cháu thôi. Nhất là về mùa hè là cực lắm. Về mùa mưa này là giống như kiểu cái thần kinh của cháu con đờn xị. Về mùa hè là thành khó cả đêm cả ngày đó. Một đêm là đi làm cả ngày cực cả tuổi lại về ngủ nữa. Anh tính khóc là buông đi cả hai mẹ con ra là phải ra ngoài vòng và lần là nằm ngoài vòng cả ngày đó. Rồi thế mình tính đặt mặt bên tràng đâu xuống tính bỏng vòng mà treo một cột lại giống như con cá mắc lưỡi cả ngày để chẳng giảm bỏ dây dương. Ngôi nhà này vốn nghèo khó đã trở nên lạnh lẽo hơn, yếu ớt hơn kể từ ngày người chồng, người cha ra đi mãi mãi, để lại cho chị Thanh 4 đứa con thơ dại. Chồng chị đã nhiều năm mang trong mình căn bệnh ung thư. Bao nhiêu tiền bạc đã ra đi vì chạy chữa cho anh. Nhưng rồi chị Thanh như gục ngã giữa cuộc đời này, khi mất đi chỗ dựa tinh thần và không biết phải làm gì với trách nhiệm của cha lẫn mẹ. Nhưng nhìn những đứa con nheo nhóc, chị quyết tâm đứng dậy mà che chở bao bọc các con. Bế tắc và ngổn ngang, chị nghe lời hàng xóm để cho hai đứa con đầu vào trại trẻ mồ côi. Như thế còn được học hành, rồi vài năm lại về thăm mẹ thăm em. Chị gạt qua mọi đau khổ để bắt đầu phải đứng dậy, tảo tần lo cho hai đứa con thơ. Bé Thụy đã học đến lớp 8. Quý vị khán giả đang xem đoạn video clip nói về một câu chuyện rất cảm động và thương tâm của một gia đình đã có hoàn cảnh rất là khó khăn. Số phận của một em bé mặc dù tuổi đời còn rất là nhỏ nhưng phải chịu những cái căn bệnh hiểm nghèo như vậy. Những người yêu thích giọng ca của Võ Minh Lâm và khán giả truyền hình hãy yêu thương và hãy cùng đóng góp cho bé thông qua địa chỉ gửi về gia đình đang hiện trên màn hình. Thưa quý vị, chắc lẽ quý vị cũng đang đồng cảm với nghệ sĩ Võ Minh Lâm. Chúng ta hãy nhanh lên bởi vì số phận của bé đang mong đợi cái sự góp sức của quý vị. Càng sớm càng tốt thưa quý vị. Tất cả mọi chi tiết ủng hộ từ tinh thần vật chất, quý vị hãy gửi về gia đình của bé, địa chỉ trang hiện trên màn hình, hoặc gửi về cho Ban Vận động Vì Người Nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin trân trọng và đón nhận tất cả tình cảm của quý vị và mong rằng là hoàn cảnh của bé sẽ bớt nghèo hơn, nỗi đau của bé sẽ bớt đi nhờ cái tấm lòng của quý vị. Cảm ơn Võ Minh Lâm rất là nhiều về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Chúc bạn thành công rực rỡ trên con đường nghệ thuật và những cái khát vọng, những ước mơ đó sẽ trở thành hiện thực trong ngày sớm nhất. Và đặc biệt là chúc Võ Minh Lâm thật nhiều sức khỏe. Minh Lâm xin được cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của anh Quyền Linh. Và những dịp năm mới thì cũng xin kính chúc cho anh Quyền Linh cũng như là quý khán giả đang xem chương trình Ngẫu Hứng Cùng Sao có một năm mới thật nhiều tiếng cười, thật nhiều niềm vui và may mắn. Và Lâm cũng mong rằng trong năm mới này gia đình của bé cũng sẽ vượt qua nhiều khó khăn và nhận được nhiều tấm lòng hảo tâm, những vòng tay nhân ái giúp đỡ cho bé vượt qua hoàn cảnh hiểm nghèo. Cảm ơn Võ Minh Lâm rất nhiều. Cảm ơn bạn. Thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta vừa giao lưu và chia sẻ với Võ Minh Lâm cũng như là nghe một câu chuyện và mong rằng câu chuyện này nó sẽ là một câu chuyện kết có hậu. Thưa quý vị, cuộc sống còn đó rất nhiều khó khăn vất vả, nếu như được sự đồng hành của tất cả quý vị thì chắc chắn rằng cái kết đó sẽ là một cái kết rất đẹp, rất đẹp, rất nhân hậu. Cảm ơn quý vị và các bạn luôn luôn đồng hành với chúng tôi và quý vị
phát hiện ra trường hợp nào đang gặp khó khăn cần sự giúp đỡ hãy liên lạc ngay với chúng tôi theo địa chỉ đang hiện trên màn hình, số điện thoại đang hiện trên màn hình. Cảm ơn quý vị và chúng tôi luôn luôn chúc quý vị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Một lần nữa cảm ơn Võ Minh Lâm và chương trình có một món quà gửi tặng Võ Minh Lâm. Wow, năm mới mà nhận gạo là cả năm là khỏi sợ đói. Gạo sạch hoa lúa gắn kết yêu thương. Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn luôn luôn đồng hành và theo dõi, ủng hộ chương trình của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau quý vị nhé. Cảm ơn Gạo Sạch Hoa Lúa đã đồng hành với chương trình. Võ Minh Lâm và Quỳnh Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Có Coca-Cola, cơm nhà vui hơn.